sang cảnh báo thời tiết. Dự báo vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay sẽ có mưa dông, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Chi tiết cảnh báo sẽ kết thúc bản tin 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Cảnh báo vào chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70 mm trong vòng 24 giờ. Mưa dông sẽ còn tiếp diễn đến ngày 2 tháng 10. Bà con miền núi cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Thiên tai thường xảy ra bất ngờ, phần lớn vào thời điểm người dân đang ngủ. Vì vậy, nếu đang trong những căn nhà không kiên cố, khu vực từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cần di chuyển sớm đến những nơi an toàn.